Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Thành phố Lai Châu ưu tiên xóa nhà tạm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Độc đáo Tết Hồ Sự Trà của đồng bào dân tộc Hà Hỷ, nơi thượng nguồn sông Đà. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, để tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư công, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, đất đai, môi trường, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những sai sót hạn chế trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố, các chủ đầu tư nâng cao chất lượng trong việc lập, đề xuất, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, đảm bảo trình tự thủ tục theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Hồ sơ dự án phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và cung cấp đầy đủ các thông tin về hiện trạng sử dụng đất, diện tích chiếm đất, các loại đất, đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do vướng mắc liên quan đến rừng tự nhiên. Tăng cường tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án. Thường xuyên điều tra, thu thập thông tin để điều chỉnh, sửa đổi bổ sung các chính sách bồi thường hỗ trợ, đặc biệt là giá bồi thường về công trình, vật kiến trúc gắn liền với đất, về giá cây trồng, sát thực tế, nhằm tạo sự đồng thuận cao của tổ chức cá nhân, hộ gia đình có đất thu hồi, thực hiện công trình dự án. Ủy ban Nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý chặt chẽ đất đai theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, ngăn chặn việc lấn chiếm, xây dựng trái phép và hạn chế việc tranh chấp, đảm bảo cơ sở xác định đúng hiện trạng, nguồn gốc và thời gian sử dụng đất. Phục vụ tốt việc lập phương án bồi thường hỗ trợ một cách chính xác, đúng quy định. Kiên quyết thực hiện cưỡng chế thu hồi đối với các hộ gia đình, tổ chức cá nhân cố tình không thực hiện quyết định thu hồi và bàn giao đất khi các quyền lợi về chế độ bồi thường hỗ trợ của nhà nước đã được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đất đai, môi trường. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, việc giao đất, đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và pháp luật liên quan. Trước khi khởi công các dự án, phải được giao đất theo quy định. Thực hiện đúng các quy định trong việc quản lý sử dụng vốn đầu tư, việc tạm ứng vốn, mức vốn tạm ứng, thời điểm tạm ứng, mức thu hồi tạm ứng, thời điểm thu hồi tạm ứng phải phù hợp với kế hoạch vốn được giao, tiến độ đầu tư dự án, tiến độ thực hiện hợp đồng và khối lượng thực hiện theo từng năm. Đối với hợp đồng thi công xây dựng có giải phóng mặt bằng thì phải có kế hoạch giải phóng mặt bằng hoặc biên bản bàn giao mặt bằng mới thực hiện tạm ứng và tạm ứng theo kế hoạch tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng quy định. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phong Thổ vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động trên địa bàn xã Giào San. Phiên giao dịch nhằm giúp cho người lao động và học sinh có cơ hội gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thông tin, được các công ty doanh nghiệp tư vấn để lựa chọn tìm kiếm việc làm phù hợp, tăng thu nhập, đồng thời giúp các công ty doanh nghiệp tìm được nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ mới. Tham gia phiên giao dịch việc làm có hàng trăm em học sinh và người dân trên địa bàn xã Giào San dự phiên giao dịch việc làm năm 2024. Đây là cơ hội gặp gỡ trực tiếp trao đổi các vấn đề liên quan đến chính sách pháp luật về việc làm, quyền lợi của người lao động. Qua đó, thỏa thuận hợp đồng lao động nhanh chóng góp phần cùng địa phương giải bài toán việc làm trong điều kiện người người tìm việc, nhà nhà tìm việc. Tham gia buổi phiên giao dịch việc làm hôm nay mình cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi mà được tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm và mình được biết thêm nhiều hướng nghiệp để sau này mình được thêm nhiều kinh nghiệm, rồi mình sẽ quyết định là đăng ký du học nhập để sau này có thêm thu nhập để lo cho gia đình và bản thân ạ. Qua cái phiên giao dịch giới thiệu việc làm cho các cháu học sinh ở tại trường trung học phổ thông thì là các cháu hiểu thêm được là định hướng được cái công ăn việc làm trong thời gian tới chúng ta làm gì để định hướng tương lai của các cháu. Nên là rất là cảm ơn tất cả các ban ngành của Trung tâm Giới thiệu Việc làm
cũng như là phòng lao động thương binh xã hội xã tạo điều kiện để mở cái lớp tuyên truyền cho tới các cháu học sinh. Với nội dung hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, gần 300 học sinh trường trung học phổ thông Giào San và lao động trên địa bàn xã Giào San được cán bộ trung tâm dịch vụ việc làm, công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhân lực Sonic thành phố Lai Châu tư vấn tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động, tư vấn cho người lao động về vị trí việc làm, tiêu chí tuyển dụng, chế độ tiền lương, phúc lợi dành cho người lao động và phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp các vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của công ty doanh nghiệp. Sonic thì mang tới hai chương trình cho các bạn học sinh chuẩn bị tốt nghiệp và các bạn đoàn viên thanh niên đang trong độ tuổi lao động. Thì một là đi lao động xuất khẩu lao động Nhật Bản, hai là đi du học Nhật Bản, đây là hai chương trình chính. Và mong muốn là để sau các bạn ấy sau khi mà với khối 12 sau khi tốt nghiệp xong thì ra trường là sẽ có định hướng nghề nghiệp làm ra nước ngoài làm ăn kiếm tiền. Còn với những bạn mà có nguyện vọng là muốn học thì ra ngoài là vừa học có bằng cấp mang về và ngoài ra có tiếng mang về thì sẽ xin việc sẽ rất là dễ ở Việt Nam. Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đẩy mạnh công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động thông qua việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tích cực liên hệ phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tuyển dụng lao động có các điều kiện làm việc thu nhập phù hợp để tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động địa phương. Với nhiệm vụ đó là tư vấn, giới thiệu và kết nối cùng với các công ty doanh nghiệp, thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm sẽ lựa chọn những các công ty doanh nghiệp có uy tín, có chất lượng và là không thể thiếu đó là có công văn của Sở Lao động Thương binh Xã hội đã thẩm định hồ sơ và giao cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm kết hợp cùng với các công ty doanh nghiệp uy tín đó để tuyển chọn lao động có tay nghề hoặc là lao động phổ thông đi sang làm việc ở bên nước ngoài như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, mong muốn làm sao đó là có cái hiệu quả về kinh tế. Những cơ hội việc làm được giới thiệu trong phiên giao dịch lần này gồm có công nhân tại các công xưởng, nhà máy chế biến thực phẩm, may mặc, nông nghiệp, lái máy xây dựng, sửa chữa máy móc ô tô. Công ty có các chương trình học bổng như học bổng báo, học bổng nhà hàng, học bổng điều dưỡng, du học tự túc, mức lương từ 25 đến 40 triệu đồng một tháng. Lao động trong độ tuổi tuyển dụng được nhận 100% học bổng, miễn tiền học phí, miễn tiền ký túc xá. Phiên giao dịch nhằm kết nối người lao động với công ty doanh nghiệp là địa chỉ tin cậy giữa doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với người lao động, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời tạo cơ hội cho người lao động, học sinh được tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động, đào tạo nghề. Qua đó mở ra cơ hội giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp, các doanh nghiệp cũng tuyển dụng được nguồn nhân lực có tay nghề. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp các ngành địa phương trong tỉnh đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách thiết thực và hiệu quả, phát huy vai trò sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân. Từ nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp, mỗi năm tỉnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng thực hiện các công trình phúc lợi, đảm bảo an sinh xã hội. Từ giai đoạn 2014 cho đến nay, người dân tự nguyện hiến hơn 2,2 triệu mét vuông đất và đóng góp hơn 1 triệu ngày công để xây dựng đường giao thông và các công trình công cộng. Đến thời điểm này, toàn tỉnh duy trì 44 trên 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân tiêu chí toàn tỉnh là 11,44 tiêu chí trên xã. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu được đẩy lùi. Phong trào xây dựng bản làng, khu dân cư kiểu mẫu gắn với bảo vệ môi trường và phát triển du lịch cộng đồng thu hút được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Tính đến thời điểm này, toàn huyện Tân Uyên có 83 hợp tác xã, trong đó có 4 hợp tác xã mới thành lập, nâng tổng số hợp tác xã đang hoạt động là 38, còn lại là các hợp tác xã tạm ngừng hoạt động có thời hạn đã giải thể. 100% các xã thị trấn có hợp tác xã được thành lập. Hiện tại các hợp tác xã đang hoạt động có tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 237 tỷ đồng, tạo điều kiện việc làm cho 390 lao động thường xuyên. Chủ yếu các hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại. Doanh thu bình quân của hợp tác xã ước đạt 1,4 tỷ đồng trên một hợp tác xã trên năm, tăng 0,93% so với năm 2023. Thu nhập bình quân của lao động trong hợp tác xã ước thực hiện đến hết năm 2024 là 60 triệu đồng một người trên năm.
Thưa quý vị, để nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, đặc biệt là ổn định về nhà ở, nhiều năm qua, thành phố Lai Châu đã dành phần lớn nguồn lực để triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm. Bằng việc linh hoạt lồng ghép các nguồn lực, xã hội hóa nguồn lực giúp trợ lực thêm cho mục tiêu an sinh xã hội, nhiều căn nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn thành phố đã được thay thế bằng những mái nhà kiên cố vững chắc giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, an cư lạc nghiệp. Cuộc sống khó khăn, nhiều năm qua, gia đình năm nhân khẩu của chị Lù Thị Sùng ở bản Lùng Than, xã San Thàng phải sống trong ngôi nhà siêu vẹo. Đầu tháng 10 năm nay, chị Sùng được xét duyệt hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở từ nguồn quỹ vì người nghèo. Với sự trợ lực của nhà nước, chị Sùng vay thêm 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, đồng thời nhận được sự hỗ trợ ngày công của hàng xóm. Gia đình chị đã sớm hoàn thành ngôi nhà. Trước thì mấy mẹ con vất vả quá, chị cũng nhà nước quan tâm là bây giờ nhà nước cũng hỗ trợ 50 triệu rồi, chị mấy mẹ con cũng vay mượn các một ít bù vào, chị bây giờ có căn nhà mới rồi, chị mấy mẹ con cũng lo mấy rồi, chị cũng yên tâm rồi. Cảm ơn các mấy anh em các cán bộ là giúp đỡ, là mấy mẹ con tôi cũng bây giờ từ giờ trở đi cũng lo mấy rồi. Không có việc làm ổn định, một mình chị Lầu Thị Gia ở bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phải, nuôi hai con khôn lớn. Ngôi nhà ở của ba mẹ con xuống cấp nghiêm trọng, nhưng không có điều kiện để sửa chữa. Ước mơ về ngôi nhà mới thành hiện thực khi chị được thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của các đoàn thể xã và người dân. Nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước và chính quyền xã, thì không biết bao giờ ba mẹ con tôi mới có nhà mới để ở. Tôi rất vui mừng vì những hộ nghèo như tôi nhận được sự quan tâm chia sẻ của toàn xã hội để cuộc sống bớt khó khăn vất vả. Với tinh thần triệu tấm lòng yêu thương, xây nghìn căn nhà đại đoàn kết của Thủ tướng Chính phủ, trung bình mỗi năm, xã Sùng Phái có từ 7 đến 9 căn nhà của các đối tượng thụ hưởng được khởi công xây dựng và sửa chữa. Xã đã thực hiện rà soát, đánh giá chính xác hiện trạng nhà tạm, nhà dột nát của người dân để hỗ trợ đúng đối tượng với tinh thần công khai, minh bạch, đúng quy định. Trên địa bàn xã là đồng bào dân tộc thiểu số, thì còn gặp rất nhiều khó khăn về cái vấn đề vận động để xóa nhà tạm. Tuy nhiên thì với sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể cũng như là cấp ủy chính quyền, thì thời gian qua chúng tôi cũng đã làm tương đối là tốt, vận động các cái hộ bổ sung thêm cái nguồn đối ứng của gia đình để làm sao xây được cái nhà ở cho gia đình, để gia đình có cái cuộc sống ở ổn định và yên tâm sản xuất. Bên cạnh nguồn lực của nhà nước, từ năm 2019 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các hội đoàn thể của thành phố đã huy động kinh phí xã hội hóa để sửa chữa xây mới 108 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng. Với chủ trương hỗ trợ áp dụng chung cho các đối tượng là xây mới 50 triệu đồng một nhà và sửa chữa từ 20 đến 30 triệu đồng một nhà. Nhờ có nhà ở kiên cố, được hỗ trợ sinh kế đã giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Thành phố Lai Châu nói chung, Mặt trận Tổ quốc thành phố nói riêng luôn quan tâm đến các chương trình dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhất là việc triển khai vận động ủng hộ quỹ về người nghèo để hỗ trợ nhân dân trên địa bàn của thành phố Lai Châu làm nhà đại đoàn kết, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sùng Phài và xã San Thàng để có nơi ở ổn định để vươn lên thoát nghèo. Thành phố Lai Châu được xem là địa phương đi đầu trong việc xóa nhà tạm, tạo điều kiện ổn định đời sống người dân khó khăn, người dân tộc thiểu số. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của cộng đồng, những ngôi nhà khang trang kiên cố được xây dựng sẽ tạo ra nguồn lực mạnh mẽ để đồng bào vươn lên giảm nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày Thìn, ngày con rồng đầu tiên của tháng 11, đồng bào dân tộc Hà Nhì, các xã biên giới, Ca Lăng, Thu Lũng, Mù Cả, Tá Bạ, huyện Mường Tè lại tưng bừng đón Tết truyền thống Hồ Sự Trà. Với những nét phong tục độc đáo, thể hiện tấm lòng hiếu thuận của con cháu với ông bà tổ tiên, góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa của dân tộc Hà Nhì. Theo phong tục, để chuẩn bị cho Tết Hồ Sự Trà, người Hà Nhì làm bánh dày, bánh trôi,
mổ lợn gà để cúng tổ tiên, vừa gửi lời tạ ơn cho một vụ mùa đã qua, vừa như lời cầu xin cho một năm mới tốt lành, mưa thuận gió hòa, cây trái tốt tươi. Bánh dày là món không thể thiếu trong ngày Tết và cũng là lễ vật quan trọng dâng lên cúng tổ tiên. Việc làm bánh dày được giao cho những người phụ nữ trong gia đình. Chị em lựa chọn những hạt gạo nếp nương mới thu hoạch, đồ xôi, giã nhuyễn và nặn thành bánh. Tết thì bánh dày thì không thể thiếu đối với dân tộc Hà Nhì để cúng tổ tiên ấy. Chị em về việc làm bánh dày thì các chị em phụ nữ chủ yếu là giã bánh xong là về làm bánh ạ. Gói lên lá là mình cất đi. Lúc chưa cúng tổ tiên thì mình không được ăn đâu. Ngày nay, với sự phát triển của máy móc, thiết bị, người dân Ca Lăng không còn giã bánh dày bằng cách truyền thống mà dùng máy xay, giúp việc làm bánh của chị em phụ nữ đỡ vất vả hơn nhiều mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon của món ăn truyền thống. Những đôi bàn tay thoăn thoắt lấy bột nặn tạo nên những chiếc bánh dày tròn trịa và đẹp mắt. Thì ngày xưa thì giã bàn chân, thì bây giờ thì có máy móc rồi. Thời đại bây giờ thì cái gì cũng có điện lưới, bây giờ có điện lưới thì rất là tiện, bởi vì có máy xay này, có máy niềm bột này. Xong bây giờ ngày xưa thì cứ phải là đi giã bà chân cả đêm không ngủ, nhưng bây giờ thì chỉ có tít tắt là xong rồi chị ạ. Bây giờ mình chỉ cần nổ máy là có thể là nhanh thôi. Năm nay, người Hà Nhì đón Tết Hồ Sự Trà từ ngày 12 tháng 11. Sáng ngày mùng 1 Tết, hay còn gọi là ngày con rồng đầu tiên của tháng 11, cả bàn thức dậy từ sớm. Mỗi gia đình mổ một con lợn. Con lợn chuẩn bị cho ngày Tết càng to, chứng tỏ năm đó gia đình làm ăn càng khấm khá. Khi mổ lợn, phần gan sẽ được lấy ra đầu tiên và đặt ở nơi sạch sẽ. Một trong những nét đặc trưng của Tết Hồ Sự Trà là phong tục xem gan lợn. Đúng cái ngày lễ Tết là một năm là một Tết, mà trong khi đó là gia đình có phát triển kinh tế, rồi thì phát triển kinh tế văn hóa sau rồi, cho nên là đời sống gia đình tốt hay không là xem ở cái gan nó sẽ diễn ra, thế là mà ở chỗ nào là nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ở chỗ nào là gan bình thường thì cứ phải xem cái gan. Sau khi xem gan lợn, gia đình bắt đầu nấu ăn, chuẩn bị mâm đồ cúng, dâng lên cảm tạ tổ tiên, thần linh. Ngày nay, lễ vật dâng lên thần linh đa dạng theo từng hộ gia đình. Nhưng phần lớn sẽ có xôi, thịt, rượu, trà và bánh dày. Sau khi hoàn tất việc cúng gia tiên, những phần lễ ngon nhất được con cháu mang sang biếu ông bà, cha mẹ. Số thịt lợn còn lại được bảo quản một phần. Một phần được chế biến thành các món ăn mời khách đến thăm và chúc Tết gia đình. Hàng năm, bà con nhân dân xã Ca Lăng, dân tộc Hà Nhì tổ chức Tết Hồ Sự Trà vào trong tuần tháng 11. Đây là một cái bản sắc riêng biệt của đối với dân tộc Hà Nhì. Để tổ chức tốt cái Tết dân tộc đó, thì Ủy ban nhân dân xã Ca Lăng mà xây dựng kế hoạch chỉ đạo cho tất cả các bản để tổ chức Hồ Sự Trà. Đây là một cái dịp hội tụ tất cả anh em trong bạn bè gần xa đến để chúc Tết cho bà con nhân dân, chúc mừng một năm mưa thuận gió hòa, và chúc cho năm mới một sức khỏe mùa màng bội thu. Người Hà Nhì thường ăn Tết trong khoảng thời gian từ 3 tới 5 ngày. Trong những ngày Tết cổ truyền, từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng diện quần áo mới, rực rỡ sắc màu để đi thăm chúc Tết họ hàng, bạn bè. Cùng với đó là những hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống. Khắp bản làng rộn rã tiếng nói cười, những tiếng ca, những điệu múa xòe vang trong núi rừng, thể hiện ước vọng trong một năm mới nhiều bình an, hạnh phúc. Như lời cầu chúc, lợn gà đầy sân, trâu bò đầy núi, thóc lúa đầy bồ.
Bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.